Theo kênh CBS, Mỹ, câu lạc bộ Al Ittihad đang chuẩn bị nâng giá đề nghị mua tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool lên 150 triệu euro, sau đề nghị 100 triệu euro trước đó bị từ chối. Câu lạc bộ Al Ittihad đang dẫn đầu giải Saudi Pro League của Ả Rập Xê Út với 4 trận toàn thắng, ghi 12 bàn và chưa để lọt lưới bàn nào. Tuy nhiên, do ngôi sao số 1 của đội bóng này là tiền đạo Karim Benzema vừa dính chấn thương, nên thương vụ mua Salah từ Liverpool lại được đẩy lên. Benzema nhận lương hơn 200 triệu euro cho 2 năm hợp đồng với câu lạc bộ Al Ittihad, mới thi đấu 4 trận, ghi 1 bàn và có 2 kiến tạo thành bàn. Anh vừa dính chấn thương nặng ở trận gặp Al Wahda rạng sáng 29 tháng 8, Al Ittihad thắng 3-0, đối mặt nguy cơ nghỉ dài hạn. Câu lạc bộ Al Ittihad gần đây hỏi mua tiền đạo Salah của Liverpool để tăng cường hàng công, với tham vọng đoạt chức vô địch giải FIFA Club World Cup vào cuối năm, tổ chức ở Ả Rập Xê Út. Đội bóng do quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út PIF sở hữu, trước đó cũng đã chiêu mộ các ngôi sao hàng đầu gồm Kante từ Chelsea, Jota, Celtic và Fabinho, Liverpool. Tuy nhiên, câu lạc bộ Liverpool đã từ chối bán Salah dù có tin nhận lời đề nghị chuyển nhượng lên đến 100 triệu euro. Huấn luyện viên Klopp muốn giữ ngôi sao 31 tuổi người Ai Cập vì chân sút này được xem là biểu tượng ở sân Anfield. Chúng tôi dứt khoát trả lời không khi họ, câu lạc bộ Al Ittihad, đề nghị. Nhưng có lẽ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tôi vẫn có cảm giác bất an. Vì cho đến khi nào giải Saudi Pro League kết thúc kỳ chuyển nhượng, ngày 20 tháng 9 thì mọi chuyện mới chắc chắn, huấn luyện viên Klopp cho biết. Sau trận Liverpool ngược dòng thắng Newcastle 2-1 ngày 27 tháng 8. Lo lắng của ông Klopp là có cơ sở, vì dự kiến câu lạc bộ Al Ittihad vẫn theo đuổi Salah với lời đề nghị mức giá chuyển nhượng mới lên đến 150 triệu euro. Câu lạc bộ này cũng hứa hẹn trả cho Salah mức lương khó có thể từ chối, ngang bằng mức của Neymar và Cristiano Ronaldo đang nhận lần lượt ở câu lạc bộ Al Hilal và Al Nassr, hơn 200 triệu euro một năm. Phi vụ Salah đến Al Ittihad nếu diễn ra với mức phí 150 triệu euro cũng sẽ lập kỷ lục chuyển nhượng mới trong lịch sử của bóng đá Ả Rập Xê Út, vượt qua kỷ lục vừa lập của Neymar từ PSG đến Al Hilal với mức phí hơn 90 triệu euro hôm 15 tháng 8.